Chào mừng các bác đã đến với kênh Hàng Nhật Nội Địa Hiến Vũ. Các bác phải xem kênh nhớ cho em xin nút like, nút chia sẻ, nút đăng ký kênh để kênh em ngày càng phát triển. Em xin cảm ơn. Hôm nay em đến cho các bác một chiếc hút ẩm Mitsubishi điện 100V, hàng nội địa Nhật. Chiếc hút ẩm này là dùng cho vào mùa đầu năm nồm ẩm. Độ ẩm không trong không khí cao, dùng chiếc máy này hút sạch hút làm hút sạch hơi ẩm, nhất là những gia đình mà bán quần áo, bán đồ khô và bảo vệ cho các thiết bị điện không bị nổ ẩm. Ngoài ra thì chiếc máy này còn có chức năng sấy quần áo và sưởi ấm. Chiếc này là dùng điện 100V, công suất là 350W và hút ẩm ngày đêm là được 8 lít. Chiếc máy đang chạy, mọi chức năng hoạt động rất là trơn tru hoàn hảo. Các bác có nhu cầu xin liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733920, ship hàng toàn quốc. Và chiếc máy này có giá là 1.500.000 đồng. Chiếc máy hút ẩm Mitsubishi. Công suất của nó là 345W, điện 100V. Chiếc máy này là sản xuất để phục vụ cho thị trường nội địa Nhật, cho nên là rất là bền bỉ. Ngoài chức năng hút ẩm, chiếc máy này còn sấy quần áo và sưởi ấm. Mọi chức năng hoạt động rất trơn tru hoàn hảo. Cái này chiếc máy này dùng cho gia đình rất là tiện lợi. Và chiếc máy này giá là 1.500.000 đồng. Các bác có nhu cầu xin liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733920. Em ship hàng toàn quốc, rất mong được phục vụ các bác nhân dịp đầu xuân năm mới. Các bác phải xem kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để kênh em ngày càng phát triển. Em xin cảm ơn. Em xin dừng video tại đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Nhân dịp đầu xuân năm mới, em kính chúc các bác mạnh khỏe, nhiều niềm vui và thành đạt trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống.